Sunny Đoàn mến chào anh chị và các bạn, rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Hôm nay là 7 tây tháng 12 2022. Sunny đang đứng ở Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Thủ Đức với cái địa chỉ số 1453. Và Sunny cũng mời anh chị hôm nay chúng ta khám phá vùng ven. Thì đối với mảnh đất này đó thì nó men theo dòng sông Đồng Nai anh chị. Thì nơi đây thì cách nhà thờ Đức Bà theo đường đi bộ, đường bộ mình nè, thì khoảng 22 km. Cách đồi Tăng Nhân Phú khoảng 6 km. Và cách cầu Đồng Nai ngay chỗ gần ngã ba Vũng Tàu là 12 km. Ở đây có một cái ngôi chợ, đây là một cái vùng đất mới anh chị ha. Người dân thì tứ xứ về đây sinh sống, đời người nhập cư âm thầm khăn gói đi vào Sài Gòn. Đây là một cái ngôi chợ Long Trường, khu vực Tiên An, chợ Long Trường, phường Trường Thạnh. Anh chị cứ search là phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Thủ Đức. Bây giờ Thủ Đức lên thành phố được xác nhập bởi Thủ Đức cũ, quận 2 và quận 9 thành thành phố Thủ Đức. Và hôm nay với cái mảnh đất kênh rạch chằng chịt men theo dòng sông Đồng Nai, thì ở đây thì có một cái ao sen, hồ sen rất lớn, có gọi là Tam Đa, hồ sen Tam Đa, ao sen Tam Đa, một rừng sen rất là đẹp. Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị và các bạn những hình ảnh đó gửi anh chị và các bạn. Và nơi đây cũng là một cái nơi mà mọi người cũng thường ghé đây để chụp hình trong những cái ngày cuối tuần. Đây, ở đây là mình đi ngõ nào đây ta? Xin lỗi anh chị nha, đây có một cái ngã ba, một cái mũi tàu để Sunny coi. Rồi, đi thẳng là Nguyễn Duy Trinh. Nguyễn Duy Trinh. Rồi, Sunny sẽ quẹo phải nè anh chị. Bắt đầu mình đi vô đường Tam Đa. Nơi đây thì rất là xa. Mò mẫm đi ra đây cũng mệt lắm anh chị. Rồi, con đường Tam Đa. Thì hai bên là nhà cửa. Khi mà mình đi sâu vào bên trong thì mình sẽ thấy bắt đầu những cái hồ sen xuất hiện. Giờ khu dân cư thì đúng là Sài Gòn, khu dân cư mới cũng rất là nhiều. Sunny có đi vài cái khu dân cư xây lên mà không ai ở, gì bỏ hoang. Quy hoạch đường phố thì cũng dữ dằn lắm á chứ, nhưng mà bỏ hoang hết gì, giống như một cái làng ma vậy đó. Cái đó là một cái vấn đề về bất động sản, hiện tại tình hình nó như thế. Bơm giá, rồi giờ đóng băng luôn. Đi về, càng đi vào sâu thì chúng ta giống như là một cái làng quê.
cửa hai bên đường cũng lụp sụp, không có nhà cao, thì có thể là con đường này tương lai cũng giải tỏa. Người ta có một vài nhà người ta làm lá dừa nước, cái mái á nhỉ, bằng lá dừa nước nhà vườn. Đây là một, có một cây cầu bắc qua cái dòng kênh. Hôm nay xin đi đánh bắt xa bờ anh chị ha, cùng với anh chị khám phá vùng ven. Đình thần Trường Lộc, mới đi ngang qua cái đình thần Trường Lộc, đó là một cái đình với néo lối kiến trúc đình làng năm xưa của miền Nam. Đây hồ câu lua cá lóc Tam Đa. Bắt đầu chúng ta thấy những cái địa điểm câu cá giải trí. Khu dân cư Trường Lộc không bóng người. Mình cứ đi sâu vào bên trong anh chị. Đoạn này thì xin đi chạy nhanh chút xíu anh chị ha. Hồ nhà Đầm Sen, làng Sen Tam Đa. Để coi, ở kia xa xa có một cây cầu, xung quanh đây là lao sậy. Khu du lịch BCR, khu du lịch BCR. Mình cứ nhà hàng Hồ Sen, trời ở đây quá trời. Hồ Sen Tam Đa nó nằm hướng nào ta? Cái này thì Sunny thật sự mà nói, Sunny cũng phải mò mẫm anh chị. Xin đi ngừng lại bóng mát nha. Mình khi mà mình ra đây là mình không có thể giảm mình đi. Xin lỗi anh chị. Còn một đoạn dài nữa anh chị. Mé bên tay phải. Đây là cầu Rạch Mơn. Rồi Sunny tạm tắt nha anh chị ha. Đường phố hai bên cái nào hay hay thì Sunny sẽ chia sẻ với anh chị. Đi thẳng vào bên trong. Sau khi đi một đoạn từ cái cầu hồi nãy đó, thì tới đây với địa chỉ là 361/20 Tam Đa, phường Trường Thành, quận 9. Thì ở đây là Hồ Sen, Tam Đa, quận 9. Và Sunny sẽ vào đây để cùng chia sẻ với anh chị quan cảnh anh chị ha. Và đi sâu sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ giáp với dòng sông Đồng Nai. Bây giờ mình sẽ quẹo phải dạo nha anh chị. Ở đây hình như có mua vé. Đó, Hồ Sen Tam Đa, quận 9. $40.000 một người, thu phí ra vào cổng. Ở đây thì trước khi mà đi vào đó uống cà phê thì Sunny sẽ chia sẻ với anh chị những cái quang cảnh ở đây anh chị. Đó, nó làm những cái tiểu cảnh Hồ Sen, những con đường đi ra anh chị.
bông hoa nè, những con đường. Ở kia thì có một cái nhà lá, quán cà phê uống nước, những con đường đi ra. Thì hôm nay thì ngày thường thôi, hái hoa là bị phạt đó. Đây con đường để đi ra để mình người ta quay phim chụp hình, và hiện tại thì đang trồng lúa. Thì tương lai những cái hồ sen này nó cũng không còn nữa, khi mà những khu dân cư mới mọc ra. Những cây cầu, những con đường, đây là đất bảo đảm có người rồi. Ngày xưa là cái hồ sen. Cầu tre lắc lẻo, làm những cái tiểu cảnh như thế này anh chị. Quá trời trời. Lâu lâu thì đi ra vùng ven, hít thở không khí trong lành và chia sẻ với anh chị những cái cảnh trí như thế này cũng rất là hay. Ở bên đây nữa, cây cầu, súng, và xa xa thì có những con kỳ. Rồi thôi mình vô trong thì cũng nhà vườn người ta thôi. Rồi Sunny, bây giờ Sunny sẽ cùng với anh chị chúng ta khám phá cái này, sau đó mình đi uống nước tại quán cà phê đó. Đẹp quá, cái lưu cái chậu đẹp quá, những con đường đê, cái lưu cái chậu, cái này là mặc áo dài đó, cách Sài Gòn khoảng 20 thôi, cái này càng đi vô sâu, cách Sài Gòn khoảng 20 cây thôi anh chị, 22 cây cụ thể là đường bộ. Nhà thờ Đức Bà. Thì nói như cái này khoảng ví dụ như khoảng chục năm sau thì không biết có còn nữa hay không. Đây là cho thuê đồ luôn nha anh chị ha. Những áo tứ thân, áo bà ba và áo dài. Đây là quang cảnh quán cà phê. Rồi, mình ra đây uống cà phê. Nhà lá đó. Thank you.
check it on the home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Bây giờ Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ ngắm hồ sen Tam Đa anh chị ha. Với những nhiều cái tiểu cảnh khác nhau đó, đây là cái hồ ở giữa thì người ta trồng lúa nè, có những con đường đi ra, một lát Sunny sẽ chia sẻ với anh chị. Cảnh thì ở đây thì cũng rất là đẹp anh chị. Cái này thì mùa sen thì nó rơi vào mùa hè. Anh chị rơi vào mùa hè mình sẽ đi ra đây. Chứ mùa này thì nó cũng chưa có gọi là đẹp. Và Sunny đang ngồi trong cái nhà lá. Nhà lá ở đây nè anh chị, đang uống cà phê. Một cái hồ sen, và Sunny sẽ cùng với anh chị chúng ta sẽ ngắm nhìn ha, ngắm nhìn hồ sen nguyên trọn vẹn hồ sen để anh chị. Sen súng tiểu cảnh đó, nguyên một cái đoạn hồ sen, trước mặt là con đường Tam Đa. Có rất là nhiều cái tiểu cảnh để chúng ta chụp hình. Một cái khu, con mé bên phải hình như cái hồ câu cá giải trí thì phải. Đây, dòng sông xa xa thì anh chị thấy dòng sông Đồng Nai đó. Nguyên cái vùng đất rất là rộng lớn. Cù Lao, dòng sông Đồng Nai, cái hướng trước mặt anh chị dưới chân trời đó là một cái khu vực mà chúng ta đi về Sài Gòn đó anh chị. Đây là một độ cao 127 mét, xin Hy sẽ đưa camera. Bữa nay trời nó nhiều sương nên chính vậy mình cũng không thấy rõ lắm anh chị. Khu dân cư quận 9, thành phố Thủ Đức mới. Thì đối với khu vực này thì có rất là nhiều cái hồ sen. Nhưng mà hồ sen ở đây thì nổi tiếng con đường Tam Đa là anh chị, mà nãy xin đi vào đó. Ở đây hồ, ao hồ nhiều quá ha. Hồ nhưng mà đối với cái khu vực này thì cái hồ này là nhiều sen nhất và nhiều người cũng lựa chọn nơi đây để chụp hình. Bên phải ở phía dưới nè, ở đây cũng là một cái hồ sen, câu cá giải trí, và cũng có những cái tuyệt cảnh phía dưới nè anh chị. Rồi chúng ta sẽ một vòng để chúng ta bay về nhanh chị. Chính là một cái vùng đất mới hoang vu đầm lầy, sông rạch rất là chằng chịt, nhưng mà bây giờ càng ngày càng thay đổi, cũng nhiều, rất là nhiều cái khu dân cư. Sunny sẽ bay một vòng để anh chị hình dung. Thank you.
chị, đó là con đường Tam Đa. Đã một vòng rồi anh chị. Sinh Lý Hạ độ cao khoảng 14 mét thôi. Trọn vẹn Sinh Ly cũng muốn chia sẻ với anh chị những hình ảnh trên cao để chúng ta nhìn về quận 9 và một tí gì đó cận cảnh nhìn về hồ sen Tam Đa. Rồi, xin đi tạm stop cái live cam nha, để anh chị nhìn hình ảnh rất là chi tiết từ trên cao như thế nào. Một lát xin đi sẽ đi dọc con đường này để khám phá thêm. Gửi anh chị nha. Khi ra hồ sen Tam Đa này mà không có đi một vòng thì cũng rất là tiếc anh chị. Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi một vòng cùng với Sunny nha. Men theo trên con đường này, bông hoa rất là nhiều. Tất nhiên anh chị sẽ đi mùa hè thì thích hơn. Nhưng mà Sunny nhân tiện đi khám phá quận 9 thì cũng muốn chia sẻ với anh chị. Đây là những cái tấm ván, chúng ta đi cũng phải rất cẩn thận nha anh chị. Trồng lúa, hoa sen, đây là cái nơi uống cà phê, chỉnh lại phục trang để chụp hình. Chúng ta cứ đi thẳng như thế này anh chị. Ở đây thì có những cái tiểu cảnh để Sinh Ly hạ thấp cái khung hình xuống để anh chị thấy. Bên đây là lúa. Và khi mà có người chụp hình thì ở đây giống như là một cái lu để phun nước ra. Tất nhiên là người ta sẽ cắm sen lên đó để có một tiểu cảnh thật đẹp. Con đường ván đi cũng rất là nhỏ, rung rinh. Và Sinh Ly sẽ đi ra cái chồi lá đằng xa kìa. Ở đây coi thì có sen, súng. Những con cá đớp bóng.
kia thì có cái lưu. Ở đây câu cá thì cũng có câu cá giải trí anh chị ha, 20.000 một giờ. Còn có những cái bản quy định là nếu hái hoa, bông hoa thì phạt 50.000. À, đúng rồi anh chị. À, người ta làm cho mình để mình có một cái nơi chụp hình, tạo những cái bức hình kỷ niệm. Nhưng mà tự nhiên hái hoa, hái sen thì nó mất hay đi. Đây, khi mà tiểu cảnh thì chúng ta đứng ở đây, chúng ta sẽ có một bức hình chân trời, một tà áo dài thơ ngay trên một cái đồng lúa chín thì cũng rất là hay. Rồi bên đây thì mình sẽ đi qua bên hồ súng nha anh chị. Những con đường rất là bập bênh. Đây thì một cái vùng đất thì khi mà bay lay cam thì Sunny còn thấy nó còn hoang sơ lắm, nhưng tương lai thì chắc có lẽ thì đô thị hóa thì không biết là còn hay không, hay nó trở thành một cái khu dân cư búp sen, bông sen. Ở đây thì có rất là nhiều cái ngõ để chúng ta đi chụp hình để né nhau anh chị. Trên đây quay một vòng. Rồi mình sẽ đi vào trong đây anh chị ha. Những con cá đớp bóng. Rồi. Đây là một cái khu vực nhà lá. Trời lá rất là mát. Ước gì mốt là về lớn tuổi có cái hồ sen nho nhỏ, ao sen nho nhỏ này cũng hay anh chị. Rồi là một cái chòi lá, một phòng ngủ, phòng khách, toilet. Rồi những con đường đi ra, sáng thì chèo ghe, thu cái trà, thu cái những cái nước động, sương động trên những cái lá sen, pha trà, đãi khách. Rồi nghe nhạc, mơ ước nho nhỏ vậy không biết là có thực hiện được hay không. Đây là một cái cầu phao, làm bằng phao để đi ra để chụp hình, có một tiểu cảnh để chụp hình. Còn bên kia là cái hồ súng anh chị, hồ súng bên kia. Sau khi thì Sunny rời cái nhà lá ở dưới hồ và Sunny tiếp tục chia sẻ với anh chị một tiểu cảnh
hồ súng anh chị ha. Ở đây có một cái lưu trồng lúa cũng rất là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ đi cái hướng này. Xin đi mùa hè chắc sẽ quay lại nơi này anh chị. Gửi anh chị, đây là một cái clip để chia sẻ một cái địa điểm mà anh chị cũng có thể tham quan. Ở đây thì cũng câu cá rồi ăn uống luôn nha anh chị. Giá cả thì ví dụ như cũng bình dân lắm. Khi mà Sunny mua một ly cà phê, kêu một ly cà phê sữa đá chỉ có 15 ngàn thôi. Thì giá cả đó thì dễ dàng chấp nhận anh chị. Nhưng mà mỗi lần vào đây chụp hình là phải đóng phí anh chị ha, 40 ngàn. Còn đối với Sunny đi quay thì không có đóng phí anh chị. Chúng ta chụp hình mặc áo dài hoặc là áo tứ thân, hoặc những cái bộ đồ truyền thống đó thì mình sẽ đóng phí. Và ngoài ra thì ở đây cũng có thuê anh chị. Ví dụ áo dài là 100 ngàn. Bên đây là hồ súng. Có những cái tiểu cảnh cầu tre. Đây, khu vực tiểu cảnh nè. Đây, hồ súng. Con đường đi ra thì nó rất là gập ghềnh. Có những chiếc ghe. Hồ súng đẹp quá. Những cây điệp, những cây hoa phượng. Chiếc ghe cũng tạo cho chúng ta một cái điểm nhấn để mình chụp hình anh chị. Bên kia nữa, bên kia có gốc cây đà. Đấy. Ngoài ra thì có những cây súng tím. Đi ra giữa kia chụp hình nó cũng phiêu lưu. Đây là chiếc ghe. Đó là toàn bộ cái quang cảnh mà Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị và các bạn để chúng ta có một địa điểm chúng ta tham quan trong những chuyến đi lang thang của Sunny. Thì Sunny thấy cái gì hay thì tham quan chia sẻ với anh chị những cái địa điểm này. Cành lau sậy lay trong gió. Hoa tím rất là mộng mơ. Xa xa đó là tiểu cảnh. Rồi, Sunny tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui chia sẻ một địa điểm này, Hồ Sen Tam Đa, quận 9 của thành phố Thủ Đức, cách Sài Gòn khoảng 20 đến 22 cây. Đường đi thì anh chị cũng có thể search ở trên bản đồ anh chị ha. Rồi cái app sẽ dẫn chúng ta tới khu vực này. Xin đi cùng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video sau.